Các bác lại tiếp theo chương trình giảm giá ngày hôm nay. Tôi để giá cực rẻ cho con đầu này luôn các bác nha. Đầu vàng chanh, đầu đề nông 7552 la mã. Đây tôi coi giảm giá 500.000 nhưng thực tế con đầu này nó trị giá hơn 4 triệu rất nhiều nếu tôi bán bình thường. Thì tôi cứ coi nó rẻ nhất là 4 triệu đồng đi, giảm giá còn 3,5 triệu. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là bình thường cái mẫu đầu này cách đây 1-2 năm tôi đã bán giá cao hơn cái 4 triệu rất nhiều các bác nha. Đẹp xuất sắc luôn, đề nông. Âm thanh đề nông thì rất nổi tiếng và đẹp. Đặc trưng của hãng đề nông thì sản phẩm nó làm rất trau chuốt. Rất trau chuốt. Nó làm hình thức nên là cái giá của nó cũng khá cao so với các cái hãng còn lại. Hàng bãi nguyên zin. Mắt đọc là mắt của Sony nên là các bác yên tâm về chất lượng. Made in Japan, điện 100V, 7552 la mã. Cái đầu này các bác đặt vào những bộ đề nông hợp hết. Những bộ 390 hoặc là 1500. Mắt đọc rất tốt. Tất cả những sản phẩm tôi đã đăng lên thì phải chạy ngon lành thì tôi mới đăng các bác nha. Nên là các bác khỏi phải lo là mắt có đọc hay không. Bởi vì phải chạy hoặc là dùng tốt thì tôi mới đăng bán. Chứ còn nó trục trặc thì đăng làm cái gì cho nó mất việc này. Đây tôi sẽ nick bài các bác cùng xem này. Đây xoay đây nick bài. Ba phẩy năm triệu một mẫu đầu vàng chanh này quá rẻ luôn nha. Tôi chỉ bán bằng cái giá những cái đầu màu đen thôi. Tại Minh Audio Hà Đông Hà Nội. Xin cảm ơn. Giảm giá đầu năm.